chào ngày mới tất cả mọi người. Là nói đầu tiên, Nguyễn Thông xin chúc mọi người có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì tiếp tục là một ngày mình bán hàng vụ hoa kiển và cây giống ở cả nhà. Thì sáng hôm nay có cái chú ở gần nhà, chú chạy ngang thấy cái vụ hoa kiển mình có nhiều bông, nhiều loại đẹp quá. Thì chú có nói ở cái cặp trang, trang này trang thái cam cả nhà. Đó. Cái trang này đã tạo dáng, cái tàn thông sẵn rồi ha. Rồi chú vô ông nói xong mà sưu tầm đâu những cái chậu bông trang thái cam rất ở đầu rất là đẹp ở cả nhà, rất là hay vậy. Đó, thì Nguyễn Thông nói hàng này là còn hàng ở trên thành phố Sa Đéc mình lấy về. Rồi bây giờ Nguyễn Thông sẽ quay lại cái toàn cảnh cái dựa hoa kiển và cây giống của Nguyễn Thông cho cả nhà xem ha. Xem coi Nguyễn Thông có bán những cái mặt hàng bông gì và cây giống gì. Nói chung là chỗ Nguyễn Thông, giữa Nguyễn Thông bây giờ là hoa đang đua nở, khoe sắc rất là đẹp cả nhà, nhìn mê luôn. Thank you.
thì buổi sáng thì Nguyễn Thông có chốt cái đơn hàng là hai cây hoa trang Mỹ Cam đó, mình đã giao cho khách là buổi sáng cả nhà. Nói chung là mình lựa hai cái chậu rất là đẹp, rất là đều. Thì buổi chiều khách có dặn một cây hoa giấy bông tím ở cả nhà, mình đã soạn chẳng ha, và khách có dặn mình là vô chậu vô đất dùng cho khách luôn. Và cái chậu này Nguyễn Thông có khui những cái lỗ sao cho căng xứng ở nhà, đối diện ha, bốn góc với nhau để câu cái cây này cho nó cứng, không bị mưa gió đổ ngã cả nhà. Đá này là mình chọn cái loại đá trắng, cũng không được to lắm cả nhà. Bây giờ mình sẽ rải lên ha. Rồi mình đã vô đá xong rồi, nhìn rất là đẹp cả nhà. Bây giờ mình lau sạch sẽ cái chậu, sau đó mình sẽ đem vô cho khách.